xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tâm An Review. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người một cái sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cân rất là hiệu quả, và với cái thành phần rất là tiêu biểu, đó chính là nguyên liệu là whey protein nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm rõ cho mọi người về cái ưu điểm của cái sản phẩm này, và đặc biệt là hướng dẫn cho chúng ta cái cách thức để chúng ta mua đúng hàng chính hãng, không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mọi người nhé. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0868383835, để khi mà mọi người cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em ạ. Thì đây chính là cái sản phẩm tăng cân Tamino, cái lô mới nhất của công ty luôn mọi người nhé. Đây này, cái thời điểm em quay cái video này này là tháng 3 năm 2022 mọi người nhé, cái lô này là lô mới nhất đấy. Thì cái sản phẩm tăng cân Tamino này nó có cái điểm gì đặc biệt với những cái thành phần đây này mọi người: whey protein, soy protein isolated, lysine HCL, và đặc biệt cái thành phần whey protein là nhập khẩu từ Mỹ, nó rất là đảm bảo chất lượng cũng như là nó là cái gọi là protein cao cấp đấy mọi người. Thì nó sẽ hỗ trợ cung cấp các cái enzyme và các chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm căng thẳng, ăn ngon ngủ ngon mọi người nhé. Một cái hộp như thế này thì nó sẽ có là 30 viên mọi người ạ. Thì cái sản phẩm tăng cân Tamino này nó là một cái dòng sản phẩm giúp bổ sung các cái dưỡng chất từ thảo dược thiên nhiên vào trong cơ thể của chúng ta. Nó sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện cân nặng và hình thành cái khối cơ bắp cho những cái người gầy lâu năm. Đấy, thì đây nó là một cái dòng sản phẩm mà nó có mặt trên thị trường rất là lâu rồi. Thì tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì rất là nhiều các anh chị và các bạn sử dụng hiệu quả và giới thiệu cũng như là mua lại sử dụng rất nhiều nhá. Cái sản phẩm này nó có điểm gì đặc biệt? Nó sẽ giúp cải thiện cái hệ tiêu hóa, làm dày các cái lông mao thành ruột non, từ đó giúp ruột tăng hấp thu chất dinh dưỡng cơ thể nạp vào, và từ đó giúp cho chúng ta tăng cân một cách tự nhiên. Thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, bồi bổ khí huyết, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ thể của chúng ta hấp thu dưỡng chất. Thứ ba nữa là nó sẽ hỗ trợ làm mát gan, giảm nóng trong, làm mát cơ địa, nâng cao thể chất, tăng cường miễn dịch để hạn chế những cái nguy cơ gây ra các cái vấn đề về ốm vặt hay là sụt cân. Đấy, và nó sẽ kích thích người dùng ăn ngon miệng hơn, có giấc ngủ ngon, nó sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn để ăn được nhiều, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi diễn ra nhanh chóng mọi người nhé. Đấy, thì đã cái sản phẩm này rất là an toàn và đã được Bộ Y tế cấp phép rồi nên là chúng ta yên tâm. Thì cái chi tiết cái bảng thành phần thì nó có trên hộp đây mọi người. Có rất là nhiều whey protein này, 800 mg luôn đấy mọi người. Đấy, soy protein isolated này, lysine HCG này, chất xuất lạc tiên, tâm sen, cao nhân trần vân vân. Đấy, và ở dưới này là cái thương nhân chịu trách nhiệm là công ty Sanora mọi người nhé, và sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Medistar Việt Nam. Đấy, còn cái này là đối tượng sử dụng này, chắc chắn là những cái người mà bị trẻ em và người lớn bị gầy yếu, cơ thể còi cọc này, người bị suy nhược, ăn uống kém, gầy yếu, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh hoặc là phẫu thuật dùng rất là tốt nhé. Đây, và nó sẽ hỗ trợ cung cấp các cái enzyme và chất thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng và giúp ngủ ngon cho chúng ta. Đây là cách dùng này, từ trên 2 tuổi là uống được rồi mọi người nhé. Đấy, và còn người lớn thì chúng ta sẽ uống là 2 viên một lần, 2 viên một ngày 2 viên mọi người nhé, và chia làm 2 lần nếu mà muốn nhanh, còn không thì chúng ta cứ uống một ngày 2 lần, mỗi lần một viên là được rồi. Đấy, một số những cái lưu ý về sản phẩm thì chúng ta sẽ đọc kỹ trước khi dùng. Ở trên đầu hộp và trên đuôi hộp thì đáy hộp thì nó sẽ có cái tem chống giả của Medistar, thì lát em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách phân biệt thật giả này mọi người nhé.